Hàng trăm người tuần hành gần quảng trường Times kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Israel và Gaza, tin từ New York, New York. Hơn 500 người tổ chức biểu tình và xuống đường ở Manhattan vào tối thứ Sáu, phản đối các cuộc đánh đổ máu đang diễn ra ở quân đội Do Thái và chiến binh Hamas ở dải Gaza. Đám đông tụ tập gần quảng trường Times, New York, hô vang khẩu hiệu và giơ cao biểu ngữ đòi tự do cho Palestine và Gaza. Cuộc biểu tình nổ ra khi chiến binh Hamas đồng ý ngừng bắn nhân đạo 12 giờ, bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ Bảy, tính theo giờ Israel, tạm ngừng chiến trên dải Gaza. Phát ngôn viên Sami Abu Zuhri cho biết, chiến binh Hamas cùng với tất cả các nhóm chiến binh khác ở Gaza đồng ý thỏa thuận ngừng bắn tạm thời qua trung gian của Liên Hiệp Quốc. Trước đó, một viên chức Hoa Kỳ nói Israel đồng ý tạm ngừng chiến trong 12 giờ, mặc dù phía Israel không xác nhận tin này. Phía Gaza cho biết, các đợt không kích của Israel hôm thứ Sáu giết chết 55 người, trong đó có người đứng đầu hoạt động truyền thông cho Hamas là Islamic Jihad và con trai ông. Số người Palestine tử vong trong 18 ngày qua là 844 người, hầu hết là thường dân. Phía Israel nói, tổng số binh sĩ của họ bị thiệt mạng là 35 người. Hôm thứ Sáu, Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi thiết lập một hành lang nhân đạo ở Gaza, cho phép nhân viên cứu trợ di tản người bị thương và mang thuốc men vào giúp đỡ những người khác.